trực tiếp số điện thoại kìa, 0963 79 336. Một khuôn một mặt là bao gồm, sẽ đi gồm là theo là một mặt đổ liệu này, một mặt dẫn hướng này, vẫn hai chốt nhé, chỉ là sẽ không được tặng cân chì nữa, vẫn hai chốt này, một chốt dày một chốt mỏng, được chưa, một chốt to một chốt bé. Đấy. Em có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp. Đấy, khuôn này rất đẹp, khuôn 8 lỗ, mẫu viên kẹo, hình viên kẹo GSP, rất chi là đẹp luôn cho anh em, không phải nghĩ ngợi gì hết, được chưa. Đấy, đây là dầu mỡ thì nó loang lổ nó vậy. Đấy, được chưa, em bỏ dầu bảo quản, thép thì thép tốt, được chưa, thép SKD cho anh em làm. Em có đấy, khuôn thì rất nhiều anh em nhé, mấy chục bộ cơ, có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại đấy. Báo giá luôn là 3 triệu một khuôn. Cần thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại kia cho em. Đây, vào đây, nhà em có khuôn này nữa. Em nhìn qua chắc là một số anh em hay chơi hay theo dõi video thì biết. Để mẫu khuôn SKD, à khuôn này, này mẫu khuôn SKD, mẫu khuôn Sloop loại một viên. Đấy, đây là khuôn 5.5. Có khuôn 5.5, 5.52 và 635 nhé. Đấy. Mở chỉ cần bỏ cái viên ấy ra này. Dồn bỏ chì vào đây, dồn này, lỗ này. Đấy, lỗ này. Bỏ chì vào dồn là đóng xuống là được. Được yeah. Đấy, bỏ chì xuống đóng này. Lỗ này, cái này nó tụt xuống nhé, này nó tụt. Hôm qua là bây giờ nó đang đấy, nó tụt xuống dưới cơ. Yeah, dồn xuống thì anh em muốn lỗ nó sâu hay ngắn ấy, thì là về anh em có thể tháo ra. Tháo ra mài cái chốt, tí chốt này đi. Đấy, khi nào anh em mình bỏ vào đây này. Em đặt cái này vào này. Đấy, mặt dẫn hướng này. Nó rất chi là khít, anh em chỉ cần đặt lạch cái này này. Đấy, mặt dẫn hướng này. Em bỏ chốt vào đóng này. Em bỏ chốt vào. Anh em dồn xuống. Dồn xuống như này. Đấy, xuống hết lỗ, ok, mở ra. Bỏ chốt ra này. Rút này lên này. Nó rất chi là khít nhé, anh em chỉ cần đi lạch cái là thôi là nó đấy. Đóng mở cắt cái mặt này đi này, cắt cái chỉ thừa đi này, đóng xuống phát như này này, này viên sản phẩm nó lòi lên theo cái ti này luôn, chưa đấy. Đấy, khi đặt rồi thì nó lại đóng lên, nó lại tụt xuống, đóng sẽ tự tụt xuống nhé, khi nào bỏ chì vào rồi nó sẽ tụt xuống đấy. Một cái khuôn này em bán là 2 triệu, báo giá luôn 2 triệu cho anh em. Em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại cho em. Một khuôn Sloop này, một mặt. Cái viên này nói chung là cái hàng này hàng cao cấp cho anh em là chơi những cái dòng lòng đắt tiền. Một khương. À quên mất, 6 khương, 8 khương, dòng lòng đắt tiền polygon ấy. Anh em nên chơi cái loại này. Bắn rất chi là xa và độ chuẩn xác cao. Đấy. Mấy anh Tây bắn FX toàn dùng cái này thôi. Khương cũng có thể chơi được. Bởi vì cái loại này em làm dài có 7.5 thôi. Cho nên cái trọng lượng của nó không nặng, không nặng quá, anh em chơi cái loại 12 khương vẫn chơi được, nó bám khương hơn thôi. Đấy, nó bám khương hơn và kích thước chuẩn bám khương, nhưng mà ăn thì độ chuẩn xác nó rất chi cao, bám xa rất sướng nhé. Đấy, số điện thoại của em 0963 79 336 nhé. Em nào có nhu cầu là cần bộ khuôn nào thì liên hệ trực tiếp cho em. Đấy, em có đủ các loại luôn đấy, 8 lỗ này, làm 2 mặt cũng có nhé. Đấy, một mặt cũng có, một lỗ đây cũng có này, 16 lỗ này, 8 lỗ này, rồi loại nào cũng có. Chào tất cả anh em.